bây giờ con dừa sẽ qua bên đường con dừa sẽ ăn chè. Tại bữa nay không ăn cơm, cơm nổi ăn chè để tráng miệng thôi. Giờ mình đi qua mình coi coi có món chè gì nha. Xe cẩn thận. Ở đây là quán chè ở số bao nhiêu ta? Ở số 166A, Nguyễn Đậu. 68A hả? Đây. Đây là chè đậu trắng. Chè này về là đậu bán không bé? Nè, chè xô nước. Chè đậu xanh. Đó, đậu xanh ngon quá. Chè đậu đỏ. Chè chắc đậu Mỹ quá. Phải to rồi. Ở trong còn nhiều loại đậu nữa. Có chè bơ nữa, ăn thử chè bơ đi coi ngon không? Vô trong kêu hả bé? Vô trong kêu phải không? Đây đúng không? Đây, ăn đây, ăn đây. Đây, vô trong. Vô trong kêu ha. Cái này là hạt giác, cái này là thịt dừa, cái này là đậu xanh thôi. Đây có chè phơi môn mà rất ngon này mọi người. Bún ăn 2 ly rồi. Đậu quán này đậu quán bự quá ha. Có sơ nữa. Hấp dẫn quá. Giờ mình sẽ chọn cái món gì ăn đây ta. Hay là mình ăn đá không đi ha. Mày có cái gì ta? Có bắp tay nữa. Có chè bơ để hỏi con bé nó có chè bơ không, chè bơ nghe là đậu có chè bơ không có hả, xin thứ mấy mấy con luôn hả, không biết ngày nào có hả, bữa nay không có chè bơ. Ăn chè nào ngon mọi người? Nhiều quá, thấy đó nó bụng luôn mắt. Có bánh lăng nữa. Có bánh lăng nữa kìa. Có bánh lăng mang về hả bạn? Chè đắng rồi. Thôi mình ăn trước một ly gì đi rồi mình vô mình kêu bánh lăng rồi về mình ăn từ từ. Thôi mình vô trong kia mình coi menu đi rồi mình hả kêu ha. Hay có hai đứa nó trốn việc nó đi ăn chè kìa. May quá mất mặt ăn. Ê. Làm gì vậy? Hẹn khách hàng hả? Dạ. Hẹn khách hàng hả? Dạ. Hẹn khách hàng. Không có báo cáo gì như vậy? Thì đi về báo cáo hả? Đi ăn chè phải không? Rồi. Đâu hẹn khách hàng, em kêu sẵn luôn nè. Kêu sẵn cho khách hàng luôn nè. Vô ai hả? Khách hàng đâu? Khách kẹt xe chưa tới, thôi anh ăn đổi đi tí, khách tới thì vô khác. Khách đang đưa anh ăn gì vậy hả? Chè gì vậy? Gan thiện đi ăn chè mà chơi tới giờ là bây giờ là 4 giờ rồi nè, 4 giờ mà chưa là mới 1 giờ bây giờ mới có 12:50 mà chưa vô làm vốn đi ăn chè. Nói chứ kêu ly này cho anh phải không? Biết anh nói không biết mà nhờ có ly chè nên không có la. Của em là chè gì? Của em là ăn củ năng với củ sen. Đâu ăn rồi nói cảm nhận thôi, nó cảm nhận cho câu nào cho nó thú vị. Em nói trước, em nói trước. Mấy Phương ăn rồi kìa. Mấy Phương ăn nè, nó vô cái mỡ nè. Vô cái mỡ đó. Sao? Dạ. Bị sao? Nói chung là mát, em ăn chưa nắng nóng thì ăn xong thấy người nó mát rượi. Dạ à. Củ năng thì sao? Năng giòn. Nó ngọt không? Năng giòn như củ năng vậy đó. Còn cọng này cũng gì? Không biết luôn. Cọng này là cọng có trong đây có gì? Có đá. Trời có nước đường, có củ sen, với cộng cộng này cộng gì cộng hạt, xong rồi tụi em còn ăn thêm hai trứng này nữa. Vậy gì khoai môn hả? Vậy đi khoai môn cái này kêu cho cái ăn đôi tiên là hai ly của em giống nhau hả? Khác nhau nó giống tương đồng là giống giống cũng ăn rồi đó. Em nói rồi, em nói rồi sao có hay không? Cái clip này có nhiều người coi là nhờ anh dẫn tốt, còn nếu mà nhiều người không ai coi là do hai đứa em nó dở đó. Em chỉ ăn củ năng với củ sen thôi, tại hai ăn hai cái này nó mát. Củ năng nè, ăn rồi thì nó giòn, ngọt. Có nhiều chỗ bán chè củ năng nó bị mềm á, thì cũng có nghĩa là giòn em thích. Thôi tới anh nói rồi để nó chảy hết rồi. Đây là một cái loại chè rất đặc biệt, chỉ ở quán này mới có thôi. Nhìn quá
và, và đặc biệt là chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh mới có quán chè này, và chỉ có quán chè này mới có loại chè này thôi. Đó là ở chè Việt Nam nhưng mà quán chè Mỹ à, đó là quán chè này, là chè, món chè này rất đặc biệt là chè thập cẩm đó. Trong đây thì nó có rất nhiều đậu đó. Nãy giờ cho hai bé nó nói xong giờ tan hết rồi, để mình thử nha. Chưa kịp nấu luôn. Trước tiên là mình thử, mình thử đá trước. Đó, tao review, tao thấy review có tâm, đá rất là lạnh. À, nói chung đá đây nó không có, nó giống như nước lạnh gì, nó không có vị gì á. Tiếp theo. Này có đậu xanh với đậu đỏ nhiều. Đậu xanh với đậu đen. Này nước cốt tươi á. Hơi béo nha. Nước cốt tươi rồi hả? Là nước cốt làm bằng dừa tươi á. Dừa đó có phải của anh thấy không? Anh bỏ sỉ đây mà. Lát anh ăn là nó tính tính chuyện bình thường thôi. Hình như nó cũng bình thường như mấy quán mấy cái món chả thập cẩm khác. Cái này ăn chưa? Em thử ra thì em mới ăn thử là thử ngon. Thử một miếng chè bông. Củ sen ở đây không ngon, củ sen ở đây. Nói chung là tại vì quán chè này cũng ở gần công ty, đi lang thang thì thấy ghé ăn thử một lần cho biết. Nếu chưa ai đi ăn chè. Chưa có ăn chè. Chứ ăn chè bữa nào đúng không? Khoai môn này rất là ngon, nó không có ngứa. Được, được, cái này béo ngon nè. Trời thôi anh, nắm thử. Nắm chè, anh thử một miếng thôi nha. Anh thử nhiệt tình quá. Anh thử chén của quay phim nè anh. Quay phim ăn miếng đi em, rồi để anh ăn, chứ anh ăn không em tiền quá nè. Em ăn một miếng đi rồi anh ăn. Rồi, nó cảm nhận rồi luôn. Đó. Cái này là quay phim của quay phim, mà quay phim ăn rồi anh mới xin một miếng. Đâu nó vừa béo quá anh. Vừa béo hả? Chè đậu ván hả? Đậu ván. Cái chè chè này họ bỏ có bỏ một xíu muối á, nên nó đậm, nó đậm lại, nó đậm lại, nó không có ngọt, nó không bị thanh. Tưởng em không biết rồi. Biết. Có chè phải bỏ một xíu muối. Chè thêm muối bỏ không? Có, thêm muối nè. Nói chung cái này bỏ đá nhiều quá, giờ nó lỏng lẻo rồi, mình phải ráng ăn nhanh thôi. Nó được được thôi. Một menu anh. Có chè gì đặc biệt không? Đây là quán chè Mỹ. À, nhưng mà không có quán chè Mỹ nha, tại vì cái cô này là cô tinh Mỹ thôi. Đặt cái quán chè Mỹ này có nhiều loại. Đó. 10.000 ly, 8.000 ly, 16, 17.000. Ủa có chè Mỹ nè. Thì nãy em thấy có chè Mỹ đó. Mà hỏi nó, hỏi con bé nó, nó không có bán. Cái nó mới vừa. Đây chè Thái nữa nè. Chè Mỹ mà bán chè Thái mà dữ ha. Chắc là cũng liên kết Mỹ với Thái liên kết. Chè Phúc Bạch. Có chè thập cẩm sầu riêng nữa nè. Phúc Bạch cũng mắc mà 27.000. Còn chè bơ thì chưa có giá. Đây có mang nhẹ nữa. Chè bơ là miễn phí. Chung quán chè này ăn cũng được, không gian ở đây rất là thoáng, cũng gần công ty, chưa chưa ăn cũng vui, nhưng mà cảm nhận là nó không có đặc biệt lắm thôi. Cũng gọi là xuất sắc lắm, có gì? Nó nhỏ nhỏ thôi. Nhỏ nhỏ thôi, coi chừng, cái chửi. Thôi nhưng mà mọi người nên ghé ăn thử một lần, tại cái này quán này là vô tình thấy ghé ăn thử. Chứ là không phải chủ đích là biết quán chè này ngon mình ghé nè. Còn bữa nào mình sẽ kiếm cái quán chè nào ngon á. Em dẫn không? Ở đâu? Em trả tiền rồi được. Ở đâu? Ở quận 10. Xin hạnh hả? Xin hạnh cái chè mắm gì? Cũ rồi. Ở đâu? Ở trong chợ họ được kỹ á. Rồi xong rồi. Chúc mọi người quay phim làm gớt cái máy của tôi luôn ông nội ơi. Trời đất ơi. Cũng may là chụp lại được.
cảm ơn mọi người nha. Nhờ mọi người nhớ nhớ đăng ký kênh Hương Dừa nha. Chúc mọi người buổi trưa vui vẻ, buổi chiều hạnh phúc và buổi tối ngủ ngon. Bye bye.